các bạn ơi, xe tải ben này. Wow, ô tô cảnh sát này các bạn ơi, xe tải ben nha. Wow, đây là xe cần cầu này các bạn ơi. Ấy chà, xe cần cầu siêu to khổng lồ. Xe cần cầu móc đấy các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe cần cầu nữa nha. Wow, đây là một chiếc xe cần cầu này các bạn ơi. Ui, nhiều xe cần cầu quá. Đây là một chiếc xe cần cầu màu xanh này. Ây, xe cần cầu sẽ giải cứu xe đồ chơi nha các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe cần cầu sẽ giải cứu xe đồ chơi này. Ây, bây giờ mình sẽ cầu một chiếc xe nào lên đây. Ây, bây giờ mình sẽ cầu một chiếc xe cảnh sát lên nhà. Đấy, lên cao luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình cầu thành công một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ. Xe cảnh sát chở phạm nhân. Đấy, màu trắng này. Tiếp theo mình giải cứu tiếp một chiếc xe nữa nha. Đây, mình giải cứu xe bồn trộn bê tông này. Đấy, xe cần cầu giải cứu xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ơi. Ui, đấy, xe cần cầu giải cứu xe bồn trả bê tông đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy hay chưa, xây được cả bồn này. Đó, các bạn ơi, tiếp theo nào, mình sẽ giải cứu tiếp một chiếc xe nữa nha. Đây, mình sẽ giải cứu tiếp một chiếc xe máy xúc lên này. Đấy, lên nào. Ui, cong cả cần này các bạn ơi. Xe cần cầu giải cứu cả hai chiếc xe luôn này các bạn ơi. Ui, còn đây hay chưa. Wow, mình phải nắp ráp lại cái cần cầu rồi. Đấy, các bạn ơi, đây mình nắp ráp lại cần cầu nha. Ây cha, nào lên nào. Ui, đấy, một chiếc xe máy xúc cát này to chưa. Ui, lại rơi rồi, mình nắp lại nha. Đây mình nắp lại này, đấy, nắp lại cái cần cầu múc cát này, đấy, các bạn ơi, nào múc nào, đây là cần cầu này, đấy, một chiếc xe cần cầu sẽ cầu những chiếc xe đồ chơi lên nha, đó, nào, đây bây giờ mình sẽ cầu máy xúc cát lên này, đấy, cầu lên cao, ây cha, lên nào, đấy, các bạn thấy không, mình cầu thành công một chiếc xe máy xúc cát đấy. Đây là xe cầu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào. Đấy, một chiếc xe cần cầu chuyên đi múc cát đấy. Múc nào, múc nào. Wow, một gầu cát nào, hai gầu cát nào. Đây, bây giờ mình sẽ vớt xe đồ chơi ở dưới cái bể nước này nha. Nào, mình vớt hớt xe đồ chơi nào. Wow, mình hớt được một rổ xe đồ chơi luôn đấy các bạn ơi. Wow, mình hớt được một rổ xe đồ chơi rồi các bạn ơi. Đấy, hay quá. Đây là xe bồn chạy bê tông này các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe mini này. Xe mini này. Đấy, các bạn thấy chiếc xe mini này có đẹp không nào. Wow, ở bên này có xe bồn chạy bê tông nữa kìa. Đấy, các bạn ơi, có nhiều xe quá. Xe bồn chạy bê tông này. Đấy, xe bồn chạy bê tông này. Wow, nhiều xe bồn chạy bê tông quá các bạn ơi. Đấy, có cả xe gì nào, xe cao. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi nào các bạn ơi. Ui, ở bên này mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi nè. Có một chiếc xe bồn chở bi tông này. Đây là xe bồn chở bi tông này. Wow. Rồi, sau đó là một chiếc xe bồn chở bi tông nữa các bạn ơi. Ui, nhiều xe bồn chở bi tông quá. Đây, có cả ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn xò luôn. Đó, đẹp quá. Ây, một chiếc xe ô tô cảnh sát. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bồn chở bê tông nữa nha. Đấy, nào, đi tìm tiếp thôi nào. Ui, ở bên này có rất là nhiều xe cần cầu xúc cát này. Đấy, một chiếc xe máy xúc, hai chiếc xe máy xúc, ba chiếc xe máy xúc, bốn chiếc xe, năm chiếc xe máy xúc luôn. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn xò luôn. Wow, hai chiếc xe máy xúc cát xịn xò luôn này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, ba chiếc xe máy xúc cát xịn xò này các bạn ơi. Ui, bốn chiếc xe máy xúc này. Đây, máy xúc cát màu xanh này các bạn ơi. Wow, máy xúc cát màu vàng. Đây là máy xúc cát màu vàng này. Ui, đây có một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao này các bạn ơi. Của mình đi tìm tiếp thôi. Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe luôn đấy. Ở đây có cả ô tô này. Đây là xe Lamborghini này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô Lamborghini đấy. Ui, đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Một chiếc xe tăng đẹp quá này các bạn ơi.
À, xem còn xe gì không nào. Một chiếc xe Lamborghini nữa này các bạn ơi. À, một chiếc xe ô tô Lamborghini phát sáng đấy các bạn ơi. Ở đây còn có một chiếc xe tăng quân sự này. Đấy, một chiếc xe tăng quân sự đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn quá nào các bạn ơi. Ở bên này có cả một con robot nha, con robot trong suốt đấy các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ui, ngầu quá. Đây có một chiếc xe bíp nha, đây là một chiếc xe bíp đấy. Ây cha, nào đây còn một chiếc xe bíp nữa này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bíp đẹp quá các bạn ơi. Ui nào, đây có một chiếc xe này là xe chở trái cây này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe chở trái cây này quá là đẹp luôn. Đó, xịn xò quá các bạn ơi. Wow. Wow, ở bên này mình còn phát hiện ra mấy chiếc xe đó này các bạn ơi. Đây, máy xúc cát này, xe cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Ui, xe cẩu chuyên đi múc cát xịn xò quá. Nào, mình chỉ để đây nhá. Bây giờ cùng mình đi tìm tiếp thôi. Ui, ở đây có một chiếc xe máy xúc nữa này. Ui, nhiều xe máy xúc xịn xò quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá này. Ôi, các bạn ơi. Bây giờ cùng mình tìm tiếp thôi. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc nữa các bạn ơi. Ui, nhiều xe máy xúc xịn xò quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Nào, đây cái rổ của mình rồi. Nào, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe cặp gỗ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Ui, ở đây mình còn phát hiện ra khủng long này. Đây, khủng long đấy, khủng long trong suốt này các bạn ơi. Ấy, khủng long trong suốt luôn nha. Wow, nhiều đồ chơi quá. Ở đây còn mình còn phát hiện ra hai chiếc xe xúc nật này. Đấy, một chiếc xe xúc nật nha. Wow, đẹp quá. Nào, tiếp theo là một chiếc xe xúc nật đấy các bạn ơi. Wow, nhiều xe đẹp quá. Nào, tiếp theo là một chiếc máy bay trực thăng này. Máy bay trực thăng đẹp quá. Quá các bạn ơi. Ui, ây, nhiều xe quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không nào? Quá là nhiều xe đồ chơi xịn xò luôn đấy. Ui, đầy xót rồi. Nào, bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe ở đây nha. Xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Có xe cần cẩu, xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp đấy. Đấy, một chiếc xe bíp đẹp quá các bạn ơi. Nào, mình chỉ thấy là bíp bíp bíp, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Các bạn ơi. Đó, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát nha. Đấy, và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại bíp bíp bíp. Các bạn ơi, hôm nay dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi ở ngoài ruộng rau muống này. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi nha. Mình sẽ bới bới rau để tìm xe đồ chơi nào. Ui, các bạn ơi, mình đã tìm được rất là nhiều xe rồi này. Đây, các bạn thấy không? Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ. Một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Ui, đẹp quá. Đó, xịn quá. Rồi, một chiếc xe rồi. Tiếp theo là một chiếc xe ben chở đất này. Đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Đấy, đây nữa các bạn ơi. Ui, mình tìm thấy một chiếc xe màu xanh này. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Wow, đây mình tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe cần cẩu đấy. Đấy, các bạn thấy không nào? Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình có tìm thấy một chiếc xe dưới này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Wow, nhiều xe quá. Đây nữa các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, xe cẩu múc cát này. Đây, mình bới tiếp để tìm tiếp nào. Wow, bới nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini này. Đây là một chiếc ô tô này. Một chiếc xe đua trong suốt này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Xịn xò quá. Wow, đấy các bạn thấy không nào? Mình đi tìm tiếp nào. Wow, các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây 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 rồi. Đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe xúc nật nhá. Đấy, một chiếc xe xúc nật đẹp quá. Wow, mình đi tìm tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây đây rồi, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe xúc nật màu vàng nữa này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe xúc nật màu vàng đẹp quá. Ui các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa đây. Đấy nữa các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều xe quá. Ui,
Đây đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe xe này là tàu hỏa này. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đấy, mình tìm được một chiếc xe lửa rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Wow! Các bạn ơi, mình đi tìm tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe gì có cái bồn này. Đây là xe bồn nha, xe bồn chở xăng dầu đấy. Ui đẹp quá các bạn ơi. Wow! Các bạn ơi, mình bơi tiếp để tìm tiếp nào. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy, máy xúc cát đấy. Wow, đẹp quá. Ui các bạn ơi, mình lại đi tìm tiếp nào. Mình đi tìm tiếp xem còn xe gì nữa không nào. Wow, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc nữa này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Bây giờ đi vào trong sân nhà mình tìm xe đồ chơi nhá, múc cát nào. Đây các bạn ơi, một thế giới xe đồ chơi ở đây này. Đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này. Bi 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 bi. Các bạn thấy không, một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đẹp quá. Mình rất là thích chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này đấy. Động cơ cũng rất là mạnh luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát, động cơ quá là mạnh luôn. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào lại giới thiệu với các bạn tiếp theo. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá, xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy. Đây trên này còn có cả xe trộn bê tông xịn sò này. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp chưa, đẹp chưa, ngầu chưa nào? Wow, ở đây còn có cả một chiếc xe nâng hàng này, xe máy xúc cát này. Wow, xe xúc nật này. Đây là xe xúc nật này các bạn ơi. Wow, đấy các bạn thấy không nào, một chiếc xe xúc nật có cái gầu ủi cát luôn đấy. Đó, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đó, đây là một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp. Tiếp theo cũng là một chiếc xe bíp nữa này các bạn ơi. Hôm nay nhiều xe bíp quá, ba chiếc xe bíp rồi. Ôi mình tìm được ba chiếc xe bíp rồi. Tiếp theo là một chiếc xe bíp cảnh sát nữa, là bốn chiếc xe bíp này các bạn ơi. Ôi bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi tiếp nào. Mình có cái sọt này. Đấy, mình sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá. Ui các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng này. Đây là một xe bồn đấy. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng nữa này. Đây, đây là một chiếc xe bíp này. Đấy, một chiếc xe bíp nhá. Tiếp theo là xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nhiều xe chưa? Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Wow, xe lưng hàng này. Rồi, bây giờ cùng mình đi chạy xe nhá. Mình sẽ đi chơi trò chơi chạy xe thôi. Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Đó, một chiếc xe lưng hàng xịn xò nhá. Pi 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 pi. Ui, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bíp nữa nhá. Đấy, một chiếc xe bíp. Pi 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 pi. Ui, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ấy, xoay được cả bồn. Bây giờ mình phải chạy thử luôn xem tốc độ có đỉnh cao nhá. Wow, hay quá. Chạy rất là nhanh luôn. Nào các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Wow, ngầu chưa nào? Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy. Đó, pi 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 pi. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Pi 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 pi. Ui các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nào. Ô tô cảnh sát này. Đấy, xe cảnh sát này, xe cảnh sát này. Hôm nay toàn là xe cảnh sát to rồi. Các bạn ơi, hôm nay nhiều xe cảnh sát to quá. Đấy, ô tô cảnh sát nha, xe chở phạm nhân nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn xò này. Các bạn ơi, wow, động cơ quá là mạnh này các bạn ơi. Wow, hay chưa, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa nào? Đây là một chiếc xe cảnh sát màu trắng siêu to khổng lồ đấy. To quá các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe cảnh sát đó này, xe cảnh sát chở phạm nhân này. Wow, đẳng cấp chưa? Rồi, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp thôi. Mình sẽ nhặt những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Rồi, các bạn ơi đi thôi. Ở đây mình còn phát hiện ra có rất là nhiều xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này, các bạn ơi. Wow, máy xúc cát. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy, các bạn ơi. Nào, đấy, đây có cả xe ô tô cảnh sát G63 nhá các bạn nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là xe tải Ben nhá, xe tải Ben địa hình đấy. Ui, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Wow, xe tải địa hình này. Wow, đây các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông này. Wow, các bạn ơi, mình lại tìm thấy còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe bán tải nha. Một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 to hơn chiếc xe hôm nay các bạn ơi, mở được 4 cánh cửa luôn. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Wow, xe cứu hộ ô tô này.
Đó, xe cứu ô tô, xe bíp này, xe bíp này, wow, xe bíp nữa này các bạn ơi, xe bíp nữa này, wow, các bạn thấy nhiều nhiều xe chưa nào, quá là nhiều xe luôn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe cho các bạn cùng xem nào. Đây là xe bíp này, đó, một chiếc xe bíp động cơ rất là mạnh luôn. Nào tiếp theo, đây là một chiếc xe cứu hộ nhá, một chiếc xe cứu hộ đấy các bạn ơi, wow, động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn nghe tiếng kêu thấy mạnh mẽ đúng không? Đây là một chiếc xe bán tải nhá. Xe bán tải rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe bíp này. Đó, một chiếc xe bíp xịn sò quá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò luôn. Các bạn thấy đẹp chưa nào? Ui, các bạn ơi, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Đó, đây, mình sẽ có cái sọt này. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Đây đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy 911 này. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông Bonnie. Wow, xoay bồn luôn các bạn ơi. Đây là xe Ben này. Đó, các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để nhận video mới tiếp theo từ kênh của mình nhá. Rồi xin chào các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Tại vận cầu cứu ô tô cảnh sát ấy các bạn ơi. Ui các bạn ơi, giới thiệu với các bạn xe tải chở xe cứu thương này. Đây là xe tải chở xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Ây, một chiếc xe tải chở xe cứu hỏa chữa cháy động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui hay quá. Nào các bạn ơi, đây nâng thùng. Đó, một chiếc xe cứu xe tải chở đất các bạn nhá. Đây là xe Ben chở đất đấy. Đấy, hạn được cả thùng này. Wow, xe Ben chở đất này xịn xò luôn. Động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở ô tô các bạn ạ. Đây là xe tải chở ô tô đấy. Đó, các bạn thấy hay chưa nào? Ui chiếc xe tải chở ô tô này xịn xò quá. Động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn thấy ngầu chưa? Win win. Ui các bạn ơi, đây rồi. Đây là một chiếc xe cần cọ móc này. Đấy, xe bồn chở bê tông này. Đây là xe bồn chở bê tông này. Ui, chạy tốc độ đỉnh cao kìa các bạn ơi. Lùi. Đó, một chiếc xe bồn chở bê tông được chuyển từ xa xịn xò các bạn ạ. Ui, tốc độ đỉnh cao luôn đó. Các bạn hay chưa? Ui, các bạn ơi, xe Ben điều khiển từ xa. Một chiếc xe Ben điều khiển từ xa nhá. Đó, đây là một chiếc xe cần cẩu thả gỗ này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát thả gỗ đấy các bạn ơi. Đấy, tắt đi nha. Đó, xịn chưa? Các bạn thấy ngầu chưa? Đấy, mình tắt đi nào. Đấy, có những miếng gỗ kìa, mình để đây nha. Đây, những miếng gỗ này. Đấy, hay chưa? Các bạn ơi, hay quá. Nào, lại giới thiệu với các bạn. Đây là xe bồn chở bê tông to khổng lồ. Ui, đây là xe chuyên đi sửa chữa điện nha, xe thang đấy. Ui các bạn ơi, xe tải chở ô tô đồ chơi này. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, đây là một chiếc xe bíp nè, xoay 360 độ các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bíp đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe bíp ở đây, mình tắt xe bíp về nhà. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây, tiếp theo nào. Đây, cha, có nhiều đồ chơi quá. Mình phải chọn ra một chiếc xe lửa để chơi thôi. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi, xe lửa chở các con vật này. Xe lửa chở rùa nha, bên trong chở con rùa đấy các bạn ạ. Đó, xe lửa bên trong chở con rùa, con cá biển. Ui, các bạn ấy vui chưa? Đó, đẳng cấp chưa? Wow, rất là ngầu các bạn ạ. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ luôn, quá là xịn sò, đẳng cấp luôn. Xoay tròn, vui quá các bạn ơi. Wow, các bạn ngầu chưa? Wow, đây giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đó, xe cần cầu chuyên đi xúc cát nha. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình tắt chiếc xe đi nha. Đây các bạn ơi, mình còn nhiều xe lắm. Đây là một chiếc xe cần cầu móc này. Đấy, win. Động cơ rất là mạnh luôn đó các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe cần cầu này. Đấy, ui các bạn ơi, xe cần cẩu móc này, rất là nhiều xe cần cẩu móc màu cam nhá, cần cẩu móc màu cam này. Đây là xe cần cẩu móc cái quân sự, xe cần cẩu móc quân sự này, động cơ rất là mạnh các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này, đây xe cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đấy, một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ, động cơ rất là mạnh luôn.
Đó, các bạn ấy vui chưa? Vui chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini của những chú chó cứu hộ này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là to luôn, rất là to các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh. Đó, các bạn ấy hay chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô của chủ nhân này. À, xe ô tô của chủ nhân này. Đây là xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng này. Đó các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng đẹp lắm các bạn ạ. Động cơ rất mạnh luôn, đó các bạn hay chưa? Ui các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe ô tô nhanh như tia chớp này, đó, xe đua nhanh như tia chớp này các bạn ơi. Ui các bạn hay chưa? Oen. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Đó, một chiếc xe ô tô này, những quả trứng chú chó cứu hộ đấy các bạn ạ. À, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, đây là một chiếc xe Lamborghini nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Rồi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô này. Ôi, đây là một chiếc xe đua số 3 này. Đó, một chiếc xe đua số 3 này. Wow. Đây là một chiếc xe Lamborghini của đội trưởng Mỹ này đó. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ui, xe bán tải này các bạn ơi. Xe bán tải. Ui, xe bán tải này. Đây Lamborghini màu cam này, Lamborghini màu cam này. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá. Đây là một chiếc xe này, là xe tải chở xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy, xe bồn trộn bê tông là xe tải điều khiển luôn nha. Đấy, xe bồn này. Đấy, xe tải điều khiển. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Wow. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, một chiếc xe ô tô cảnh sát, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đó, ui, hay quá, đẳng cấp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát đấy. Đó, các bạn thấy không? Mở được bốn cái cửa luôn, mở được bốn cái cửa luôn. Đó, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ui, hay chưa? Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là ngầu luôn. Wow, đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Rồi, động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui, hay quá. Wow, một thế giới xe đồ chơi mới. Và bây giờ cùng mình khám phá xem có ở đây có những chiếc xe đồ chơi mới gì nhé các bạn nhé. À, các bạn thấy không, à, mình đã phát hiện ra xe bồn trộn bê tông, giờ xe cần cậu này. À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông ở bên ngoài này. Có cả xe tải ben chở đất ở bên trong này. Đây, xe này là xe gì nào các bạn ơi, mình rất hồi hộp không biết là bên trong là xe gì. Ui, ở bên trong là một chiếc xe bồn trộn bê tông ấy các bạn ạ. Ở bên trong là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông ấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe bồn chở bê tông này mới lắm nha, mình bật lên đã có tín hiệu rồi. Đó, có âm thanh và ánh sáng này các bạn ơi. Đẹp quá, ngầu quá, ngầu quá các bạn ơi. Đó, bồn dây rất là thích kìa. Bên trong có đèn luôn, có hai ghế ngồi bên trong luôn. Các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không nào? Wow. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông xịn sò luôn. Quá đẳng cấp luôn. Đó các bạn ơi. Đấy, mình tắt chiếc xe bồn chở bê tông ấy nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một hộp đồ chơi mới. Đây này, hộp này mới này các bạn ơi. Hộp này là xe cứu hộ ô tô cảnh sát nào. Đây là một chiếc xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một hộp xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát Hồng Kông. Đấy. Đây là một chiếc xe đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát mới đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này quá là xịn và mới và đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đây là hộp không nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho chạy thử luôn nha. Một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát xịn sò và đẳng cấp luôn. Các bạn thấy ngầu chưa? Có cái móc này đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu ô tô cảnh sát. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình cho chạy thử luôn nha. Xem động cơ có mạnh mẽ không nha. Đó, các bạn thấy không? Mình móc vào này đấy. Bây giờ mình phải chạy thử luôn cho các bạn cùng xem. Rồi các bạn ơi, các bạn xem video của mình hãy nhớ theo dõi và đăng ký kênh để nhận video mới nhất của mình nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.